Cội và mõ là đôi bạn thân, cùng ước mơ vui buồn chia sẻ. Nào cùng nắm tay nhau chặt tay, cho ước mơ tương lai diệu kỳ. Buổi sáng đẹp trời, Quệ sang nhà Mõ chơi. Đứng dưới nhà, Quệ gọi lớn. Mõ ơi, cậu ở nhà không? Xuống đây mình đi chơi nào. Nghe tiếng Quệ gọi, Mõ chạy ra. Mõ. Tớ đây, hôm nay cậu sang sớm thế. Thế cậu đã làm hết bài tập chưa? Quệ tươi cười. Tớ làm xong bài tập rồi. Thế cậu đã làm xong bài tập chưa? Mõ vui vẻ. Tớ cũng làm xong rồi. Hôm nay mình chơi gì vậy Quậy? Quậy gãi đầu. Để tớ nghĩ xem nào. Hôm nay tớ cũng chưa biết mình phải chơi trò gì cậu ạ. Mõ cười lên. À, hay là mình cắt gỗ để làm ô tô đi Quậy. Quậy vui. Được đấy, tớ thấy trò này rất là hay. Lâu rồi tớ cũng chưa làm cái ô tô nào cả. Nói xong, Quậy và Mõ vào nhà để chuẩn bị làm ô tô. Trong căn phòng, Mõ mang ra những vật dụng như cưa nhỏ, keo dán và sợi dây. Mõ khoe. Cậu thấy tớ chuẩn bị kỹ chưa? Quậy. Ừ, cậu đúng là giỏi. Mình mang đồ chơi ra vườn chơi đi nào. Quậy và Mõ mang tất cả ra khu vườn nhà Mõ chơi. Bỗng dưng, Quậy giật mình. Thế không có gỗ à? Không có gỗ thì làm sao mà cắt để làm ô tô được? Mõ. Tớ quên mất. Để tớ đi tìm đã. Nói xong, Mõ chạy ra sau nhà. Tìm mãi mà chẳng thấy miếng gỗ nào cả. Nhìn sang bên nhà bác Lan, Mõ thấy một miếng gỗ to, đẹp, để cạnh hàng rào nhà Mõ. Mõ thích thú. Thật là tuyệt. Thế là mình đã có một miếng gỗ để làm ô tô rồi. Mõ cầm miếng gỗ, chạy nhanh về chỗ Quậy đang chờ. Mõ nói vọng. Đây rồi, gỗ đây rồi. Quậy thấy Mõ cầm miếng gỗ đẹp. Quậy hỏi. Cậu lấy miếng gỗ ở đâu mà đẹp thế? Mõ cười. Tớ vừa lấy ở bên vườn nhà bác Lan. Chắc là bác ý không dùng nữa, nên là để bên bờ rào mà. Quậy lo lắng. Sao cậu lại lấy gỗ từ vườn nhà bác Lan? Mõ gạt tay. Không sao đâu, chắc là bác ấy bỏ đi, nên để ở gần hàng rào mà. Quậy ngăn cản. Không được, mình không được lấy đồ của người khác khi chưa có sự đồng ý của người ta chứ. Mõ bối rối. Nhưng miếng gỗ này của bác Lan có dùng nữa đâu. Quậy nói tiếp. Nhưng làm sao cậu biết là bác ấy không dùng nữa? Mõ. Thì không dùng thì bác ấy mới để xong vườn chứ. Quậy. Thôi, để tớ hỏi anh Tễu, nhờ anh ấy giúp nhá. Mõ. Cậu gọi đi, xem việc làm của tớ là có đúng hay không. Quậy. Anh Tễu ơi, em cần anh giúp ạ. Anh Tễu xuất hiện, vui vẻ hỏi. Chào Quậy, chào Mõ. Hai em cần anh giúp điều gì nào? Quậy nhanh nhẩu. Anh ơi, khi nãy bạn Mõ có lấy một miếng gỗ ở bên vườn nhà bác Lan. Anh thấy Mõ làm như thế là đúng hay là sai hả anh? Mõ cô nói. Em thấy tấm gỗ này bỏ ở thành hàng rào mà. Anh Tễu. Mõ ơi, việc làm của em là sai rồi. Mình không được lấy đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ. Việc tùy tiện sử dụng đồ chưa nhận được sự đồng ý của chủ nhân là một hành động bất lịch sự và có thể gây ra hiểu nhầm là ăn trộm đồ của người ta đấy em ạ. Nếu em muốn sử dụng hoặc tò mò về bất cứ thứ gì thì em phải hỏi người ta và xin phép người ta em ạ. Quậy nhìn Mõ. Đấy, cậu thấy chưa? Em cảm ơn anh Tễu ạ. Mõ ngại ngùng nói. Tớ sai rồi, tớ sẽ đem trả lại miếng gỗ cho bác Lan. Quậy. Để tớ đi cùng cậu. Thế là hai bạn nhỏ mang miếng gỗ ra sau vườn, đặt lại vị trí mà Mõ đã lấy. Hai bạn cảm thấy vui vẻ khi học được một bài học có ý nghĩa. Cuối ngày, bên bàn học, Quậy đưa quyển nhật ký của mình ra viết. Hôm nay, mình đã học được một bài học không được phép tự ý sử dụng đồ của người khác khi chưa được phép.
Việc tùy tiện sử dụng đồ mà chưa nhận được sự đồng ý của chủ nhân là một hành động bất lịch sự và có thể gây hiểu nhầm là trộm đồ. Nếu ta muốn sử dụng hoặc tò mò về bất cứ thứ gì của ai đó, chúng ta cần phải xin phép. Quệ gấp quyển nhật ký và đi ngủ.